Chúng ta lại gặp nhau ở cái video này và David hôm nay giới thiệu cho mọi người thông qua GFX để chúng ta có thể hiểu qua được các cái mô hình vận hành một cái quỹ GFX như thế nào. Trước khi vào nội dung chi tiết thì chúng ta xem qua một cái tài khoản ở HotFX và xem các cái tài khoản họ đi lệnh ở các robot họ đi lệnh bán Bitcoin, đúng không? Và sẽ test rất là nhiều, đúng không ạ, các mô hình để chúng ta xem. Thì ngày hôm nay đa số là để tập trung vào cái thị trường crypto. Thị trường crypto thì cho chúng ta được những cái mô hình để chúng ta mua và bán, mua khi thị trường đang lên và bán khi thị trường xuống. Thì đây là cái cách hay nhất là để chúng ta trade, và đặc biệt là hold khi mà nó lên thì rất là ok, nhưng mà khi nó xuống thì chúng ta sẽ phải động vốn ở đó. Vậy mùa Covid này và kỳ khủng hoảng này thì chúng ta thường xuyên là làm việc online với nhau, do vậy nó rất thích hợp để chúng ta vận hành một cái quỹ của GFX. Đây là cái cách để mà chúng ta theo dõi và đưa ra các cái giải pháp để các cái quỹ vận hành. Thì hôm nay David sẽ giới thiệu cho mọi người các cái thông tin về GFX. Trước khi vào phần GFX, chúng ta theo dõi và đăng ký cái kênh cũng như là tản mạn đầu tư online, rồi tư vấn khách hàng, rồi tổng quan thị trường. Rất nhiều các phân tích BNB, Euro, bảng Anh hay các cái thông số. Các phân tích kỹ thuật thì David sẽ làm và đưa ra các cái test để cho chúng ta theo dõi về vấn đề Euro, bảng Anh hay là giá vàng. Thì đợt này thế giới đầu tư sẽ đưa ra cho chúng ta những cái cách để chúng ta theo dõi thêm các cái thông tin. Chúng ta đừng ngần ngại đăng ký và subscribe kênh Thế Giới Đầu Tư. Cũng như ở Facebook, chúng ta sẽ vào ông già đầu tư Nguyễn Quang Học đấy, đó, và theo dõi các video cũng như là các cái website, cũng như là các vấn đề về tư vấn khách hàng, đó, các vấn đề về Bitcoin hay là vàng đó, mà team GFX đưa ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết của GFX. Chúng ta sẽ vào tài khoản GFX. GFX là một nền tảng back-end để quản lý tài khoản của chúng ta dựa trên cái số tiền chúng ta đầu tư, và an toàn dựa trên các cái vấn đề để chúng ta theo dõi các cái tài khoản. Trong đây có các cái bước để đăng ký một cái tài khoản gfx.asia, nó gồm 3 bước. Bước thứ nhất là xác nhận tài khoản và đăng ký. Sau đó chúng ta cập nhật các cam kết của công ty đối với các cái tài khoản của chúng ta, bao gồm chữ ký để chúng ta an tâm về mặt thủ tục giấy tờ. Các thông tin ngân hàng update, các vấn đề về quản lý tài khoản, gửi tiền, nạp tiền, rút tiền. Các vấn đề đầu tư, phân bổ tài khoản, bảo hiểm, tài khoản đầu tư. Các vấn đề setup đội giao dịch Azura Hồ Chí Minh Trader, Japan Trader. Thì phần lớn ở đây chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề vận hành của GFX để cho chúng ta hiểu được vận hành nó như thế nào. Thông thường nó sẽ dựa trên cái yếu tố là vận hành một cái nỗ lực của buy và sell, đó là no loss system. Gồm hai yếu tố đầu tiên, đó là bảo hiểm 100%, tức là no loss system từ 0 đến 15% và 2 đến 5%. Cái gói này số 2 và số 3 chúng ta sẽ được nhân viên tư vấn rất chi tiết. Gói 3, gói 4 là bảo hiểm một phần tài khoản. Ví dụ gói 4 là 70% được bảo hiểm và 50% bảo hiểm. Đặc biệt gói 5 thông qua các vấn đề giao dịch robot và lợi nhuận giao dịch phát sinh trên tài khoản XTB, HotFX, XNET, NFX, Not Forex hay rất nhiều các tài khoản chỉ định khác, đúng không ạ? Thì đây là cái yếu tố quan trọng để chúng ta hiểu về việc vận hành như thế nào. Và từ việc vận hành đó, chúng ta theo dõi các cái link PR marketing, đúng không ạ? Thế giới đầu tư, hay ông già đầu tư. Các cái link ở sàn giao dịch, đúng không ạ? Với các link đăng ký là hotfx.vn, xnet.edu.vn, xtb.com.vn và notfxvn.com, đúng không ạ? Sắp tới thì chúng tôi có thêm một số các cái
team mà sẽ giao dịch, đưa ra các cái giải pháp ở tại các cái team của một số sàn như Live Forex hay là IC Market nếu khách hàng thích giao dịch ở đấy. Khách hàng có thể giao dịch ở IC nếu trong trường hợp khách hàng có tài khoản ở bên đó và thông qua GFX để có thể chia lợi nhuận cùng với hệ team. Vậy thì chúng ta trở lại cái vấn đề GFX được lợi gì, đúng không ạ? Đó là quản lý tài khoản cũng như là ăn chia lợi nhuận cũng như là cam kết no loss system với khách hàng để giúp cho khách hàng có cái thời gian làm việc khác hoặc là giúp cho khách hàng có được cái thông tin để có thể quản lý tài khoản sao cho tốt nhất. Các yếu tố về giao dịch Bitcoin, Ethereum hay giao dịch các cái cặp hàng hóa hay là tiền tệ hay tiền điện tử hay crypto hay là các cái thông số của CFD, commodity, đúng không ạ? Ví dụ các cái mã dầu hay là các cái mã cô tông, đúng không? Rất nhiều các cái mã tài khoản có thể đưa ra cho chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận các cái con sóng và các mô hình giao dịch để sao cho chúng ta an toàn với cái đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp để giúp cho tài khoản của chúng ta an toàn. Ngoài ra crypto nó sẽ chạy 24/7, do vậy giúp cho chúng ta có được cái thời gian thông tin để chúng ta xem xét và đưa ra các cái giải pháp để giao dịch. Ví dụ như là Bitcoin hay là Dashcoin hay là các cái thông số khác để chúng ta có thể nhìn được cái con sóng. Cái điểm yếu của MT4 là crypto nó không giao dịch MT4 trong cái khoảng cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Do vậy là gì ạ? Có thể chúng ta giao dịch Xstation tại XTB thông qua xtb.com.vn để có thể giúp cho chúng ta giao dịch thông qua cái Xstation này và giao dịch được cuối tuần. Cái điểm yếu duy nhất, đúng không ạ? Đó là như vậy. Còn tỷ lệ nạp rút đối với lại tiền mặt hoặc là Bitcoin, Ethereum thì chúng ta đều có các cái cổng thanh toán sao cho nó an toàn và đặc biệt là có thể tiện dụng giao dịch được cuối tuần. Bởi vì thị trường crypto là 247, thị trường FX Commodity nó chỉ có 245 mà thôi. Và nó cũng có khung thời gian nghỉ trong ngày, tức là tầm 4 giờ đến 6 giờ như vậy. Do vậy thị trường đòi hỏi là gì ạ? Những nhà đầu tư giao dịch một cách thông minh và an toàn. Cho nên để an toàn chúng ta cần phải lựa chọn những cái phương pháp giao dịch tốt nhất. Nếu trong trường hợp chúng ta đã có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tự giao dịch, còn không chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể tính toán cũng như là theo dõi được các cái biến động thị trường thì cho các đội họ giao dịch với các robot họ phát hiện các cái lệnh tự động, phát hiện những cái lệnh có thể đạt được cái tỷ lệ tốt nhất thì sẽ tốt hơn cho chúng ta. Với các hệ thống tài khoản và với các cái phân bổ giao dịch sao cho nó an toàn nhất, khiến cho chúng ta có được cái niềm tin trong giao dịch và đặc biệt là uy tín trong cái việc chi trả lợi nhuận cũng như là cam kết ăn chia, thì chúng ta sẽ có các cái gói, đặc biệt gói 5, đúng không ạ? Khách hàng cam kết chuyển 35% lợi nhuận của team GFX. Đây là những cái mà chúng tôi đang xây dựng và phát triển để hỗ trợ cho các khách hàng sao cho an toàn nhất và khách hàng được lợi nhiều nhất. Team sẽ có kỹ thuật cũng như là có các công nghệ để giúp cho chúng ta giao dịch an toàn và khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ hình thức nào để chúng ta có thể giao dịch tốt nhất. Đây là các cái thông tin về GFX. Chúng ta quay trở lại những cái bài toán là 2 tỷ đồng nên lướt sóng chứng khoán cơ sở hay phái sinh. Thì đây là một cái bài rất là hay mà tôi có phân tích đi, phân tích lại rất là nhiều lần. Các chuyên gia khuyên dành 30-40% ngân sách 2 tỷ lướt sóng thử nghiệm, còn lại cả các tài sản trú ẩn an toàn, hoàn thiện chiến lược đầu tư. Thì câu chuyện này tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Cho nên nếu mà ai mong muốn đầu tư thì đặc biệt là phải có cái nơi để trú ẩn an toàn và hoàn thiện các chiến lược đầu tư cho mình, tránh bỏ trứng vào một giỏ, chẳng hạn như vậy. Các danh mục chứng khoán là hơn 400 triệu và có lãi khiêm tốn. Tôi vừa bán một miếng đất ở quê tìm và thêm 1,5 tỷ đồng vào. Tính ra trong tài khoản lúc này có 2 tỷ sẵn sàng ngân hàng. Thị trường đang nhiều cơ hội, tôi sẵn sàng và muốn mạo hiểm nhưng vẫn chần chừ lựa chọn, đúng không ạ? Thì các chuyên gia họ trả lời là lướt sóng về cơ bản là một thương vụ đầu tư chớp nhoáng, do vậy là gì ạ? Các cái quỹ giao dịch thông thường họ sẽ tìm các điểm vào tốt nhất, đúng không ạ? Chiến lược nó sẽ phù hợp với các nhà đầu tư.
và chứng khoán phái sinh hay là các chỉ số sẽ phải phân tích rất là kỹ càng, chi tiết. Thứ hai là các tỷ lệ đòn bẩy, do vậy mình phải sử dụng đòn bẩy như thế nào cho tốt nhất. Đúng không? Thông thường các cái yếu tố giao dịch thường là đòn bẩy rất cao khiến cho lòng tham của chúng ta nổi lên, do đó chúng ta sẽ sợ hãi. Và vì cơ hội hấp dẫn nhưng mà luôn luôn ẩn chứa những con sóng dữ trực chờ nhấn chìm nhà đầu tư, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Chúng ta biết được các điều này chứng minh qua thị trường đỏ lửa. Do vậy chúng ta sẽ phải đảm bảo an toàn để cho các cái chuyên gia họ tập trung vào giao dịch và bảo quản cái số vốn của chúng ta sẽ tốt hơn. Thế thì khi mà chúng ta tìm hiểu các cái câu chuyện như thế này thì chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ, có các cái mô hình để chúng ta giao dịch sao cho an toàn nhất. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được cái sức hấp dẫn của thị trường và cái nguồn vốn của chúng ta đạt được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cũng như là sự an toàn cũng như là rủi ro, để chúng ta có một cái tính chất đầu tư dài hạn hơn, thay vì chúng ta lướt sóng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, khiến cho cái việc nó có thể giao dịch một cách bài bản hơn là cái việc là giao dịch có chiến lược. Các mức cản tạm thời của giá cũng như là đưa ra rất nhiều các yếu tố về giá khiến cho chúng ta có thể xem xét các cái mốc hay là các mức cản, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta thấy được cái tỷ lệ giao dịch một cách an toàn nhất. Và từ đó chúng ta tìm hiểu được, thấy được rằng là các mô hình giao dịch nó phải hội đủ các yếu tố về thời khung thời gian, không gian, rồi các yếu tố về lịch sử, địa lý, cũng như là các yếu tố về biến động khí hậu hoặc là kỳ khủng hoảng. Nó rất nhiều các yếu tố để chúng ta có thể phân tích. Các yếu tố lịch sử như giá vàng đạt đỉnh điểm, hay là các yếu tố về mức cản của giá, hay là các yếu tố về các cái ngày lễ, ví dụ lễ phục sinh hay là các kỳ non-farm payroll, thì chúng ta đều phải có cái thông báo và chi tiết, nếu không chúng ta sẽ bị tai nạn. Rồi các vấn đề về giá cổ phiếu, đúng không ạ? Các cái commodity, chúng ta nhìn thấy giá cổ phiếu hôm nay của Facebook lên rất là cao, từ các cái mốc thấp, đúng không ạ, ở dưới 150 lên đến 174 và sắp sửa đạt đỉnh, đúng không ạ? Do vậy trong cái kỳ giá, đúng không ạ, trong thời điểm này giá vẫn đang coi như là cái vùng thấp, và lúc đỉnh cao của Facebook nó rơi vào 221 đô. Do vậy là gì ạ, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được các cái cách để chúng ta có thể nhìn nhận, chúng ta đặt vào đội GFX. Trên đây là cái thông tin của GFX cũng như là một số câu chuyện mà các nhà đầu tư họ thường hỏi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng quan về GFX cũng như là đưa ra các cái thông tin về gói 1, 2, 3, 4, 5. Mọi thông tin chi tiết thì chúng ta có thể Zalo 098-773-2228 để chúng ta có thể tìm hiểu và cùng hợp tác với GFX. Xin được cảm ơn mọi người.